với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Vắng Hoài Linh, dân mạng chê ơn rời cậu đây rồi nhạt nhẽo, Trấn Thành Trường Giang càng ý tưởng kịch bản. Nhiều khán giả cho rằng mùa 6 ơn rời cậu đây rồi không hấp dẫn so với những mùa trước đây khi thiếu vắng Hoài Linh cũng như kịch bản bị lập. Ơn rời cậu đây rồi là một trong những game show truyền hình ăn khách. Mỗi tập ơn rời đều đạt hàng triệu lượt view, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Yếu tố gây chú ý của game show hài này chính là nhờ quy tụ những gương mặt diễn viên hài được yêu thích hiện nay gồm Tự Long, Trấn Thành, Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa. Tuy nhiên đến mùa 6, chương trình bắt đầu có dấu hiệu leo dốc khi thiếu vắng chủ sĩ Hoài Linh. Người đảm nhiệm vai trò nhấn chuông, kết thúc tình huống cũng như đưa ra quyết định cuối cùng về khách mời giành chiến thắng. Việc ơn rời cậu đây rồi thiếu vắng nhân vật chủ chốt trong mùa thứ 6 đã khiến khán giả không khỏi hụt hẫng khi Hoài Linh được xem là đặc sản của chương trình. Bên cạnh việc vắng mặt sáu bảnh, chương trình năm nay còn có sự thay đổi về các trưởng phòng khi bổ sung Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa. Không thể phủ nhận Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa đang là những nghệ sĩ hài trẻ được khán giả yêu thích. Việc góp mặt của hai diễn viên hài này cũng góp phần thu hút một lượng khán giả đến với chương trình. Tuy nhiên, xét về vai trò của một trưởng phòng thì Lâm Vĩ Dạ và Mạc Văn Khoa vẫn chưa thể tạo ra một kịch bản hấp dẫn như Trấn Thành, Trường Giang đã từng làm. Với 13 tập phát sóng đồng nghĩa với việc mỗi trưởng phòng phải nghĩ ra 13 kịch bản khác nhau để thử thách người chơi. So với các mùa trước, nội dung kịch bản của chương trình năm nay bị đánh giá là thiếu chất lượng và liên tục bị lập như những mùa trước. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những tình huống về gia đình, tình yêu. Nếu như Lâm Vĩ Dạ, Mạc Văn Khoa bị đánh giá chưa đủ trình về khâu dàn dựng kịch bản, thì Trấn Thành, Trường Giang cũng bị nhận xét là đuối khi không ít những tình huống bị khán giả chê nhạt không vui. Cụ thể trong tập 12 ơn rời cậu đây rồi, Trấn Thành đưa ra tình huống cho Trọng Hiếu phải thay quần ngay trên sân khấu của chương trình. Tuy nhiên, vượt ép nam khách mời phải thực hiện thử thách này liên tục lại chẳng ăn nhập gì về câu chuyện bắt cá hai tay của Trọng Hiếu. Hay tình huống của Trường Giang với Huy My khi trở thành đôi bạn làm bảo vệ trong một công ty. Câu chuyện quanh quẩn cũng chỉ là chứng minh tình bạn bền đẹp khiến người xem thấy nhạt vì có quá nhiều tình huống tương tự như vậy đã được thực hiện ở những mùa trước. Có thể thấy sự tụt dốc ơn rời cậu đây rồi mùa 6 khi chính những clip được đăng tải trên kênh YouTube chính thức chỉ đạt khoảng 2-3 triệu lượt xem. Ở các mùa trước, mỗi tập phát sóng thường đạt từ 3-7 triệu lượt xem trở lên, thậm chí phần tham gia của Đức Phúc, Minh Dự, Khởi My cũng đạt từ 6-12 triệu lượt xem. Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi ơn rời cậu đây rồi mùa 6 bắt đầu leo dốc và nhạt đi rất nhiều. Mùa 6 lướt qua nhanh như một cơn gió không để lại ấn tượng gì vì thiếu vắng Hoài Linh và căn phòng thứ 5. Việc khách mời fan ai đông người ấy nhận cúp đã khiến chương trình bị nhạt. Chương trình thiếu vắng Hoài Linh như một nước không có vua, mùa 6 nhạt nhẽo không vui. Khán giả cho rằng việc thiếu vắng Hoài Linh cũng như các trưởng phòng bị cạn ý tưởng khiến mùa 6 ơn rời cậu đây rồi mất thu hút.